bốn mật mã cân não trong những kỳ án sát nhân hàng loạt khiến cho cảnh sát và FBI cũng phải chịu thua. Được thành lập từ những năm 1950, tạp chí True Crime đã mang đến những mật mã bí ẩn trong các kỳ án sát nhân hàng loạt mà cho đến nay thì vẫn không ai giải đáp được. The Zodiac Killer. Zodiac Killer là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong những vụ án liên quan tới mật mã. Sau khi thực hiện các vụ giết người thì hắn đã gửi đến cho các cơ quan báo chí những lá thư mà đến nay vẫn chưa được giải mã. Vì thế, thân phận của sát nhân này vẫn còn là điều bí ẩn. Chịu trách nhiệm cho 5 vụ giết người hoặc là hơn thế nữa, Zodiac đã gửi ít nhất là 4 mật mã cho cảnh sát khu vực San Francisco và các tờ báo địa phương. Một trong số các mật mã này đã được phá giải, dù chưa được hiểu hoàn toàn, nhưng 3 mật mã còn lại vẫn là câu hỏi hóc búa cho các nhà chức trách. Một trong những lá thư nổi tiếng nhất chứa mật mã 340 được tờ báo San Francisco Chronicle nhận được vào ngày 8 tháng 11 năm 1969, trong hơn 45 năm và cho đến nay thì vẫn chưa ai có thể phá giải nó. Mật mã 408 được giải mã lần đầu tiên bởi một giáo viên trung học Jonas James Harden và vợ của ông Betsy John Harden đã phần nào tiết lộ những gì ẩn sau niềm đam mê giết người của Zodiac Killer. Trong lá thư thì hắn muốn bày tỏ sự vui vẻ mỗi khi tước đi mạng người, giống như là cảm giác được săn bắn động vật hoang dã. Nhưng với hắn, con người thú vị hơn vì chúng ta là giống loài nguy hiểm nhất trong tất cả. Tuy nhiên thì phần cuối của mật mã 408 vẫn chưa được xác định ý nghĩa. Vụ án Thomas Shrews. Vào năm 1948 thì một thi thể nam giới không xác định, mặc áo len và áo khoác bất chấp trời nắng nóng, đã được tìm thấy trên bãi biển Shoals ở Adelaide, Australia. Quá trình điều tra cho thấy dấu vân tay và hồ sơ nha khoa của người đàn ông này không khớp với ai cả, vì thế không thể xác định được danh tính. Cảnh sát còn tìm thấy một chiếc vali lạ ở ga tàu có thể thuộc về người đàn ông này. Chiếc cặp chứa một chiếc quần tây với một chiếc túi bí mật, trong đó có một mảnh giấy có dòng chữ là Tamasut. Mảnh giấy khớp với một bản sao hiếm của cuốn The Rules Bayat của tác giả Omar Khayyam, được tìm thấy trong một chiếc xe không khóa đậu ở đường Chesty Glenel. Mặt sau của cuốn sách có 5 dòng chữ viết hoa nguệch ngoạc, có vẻ là một mật mã. Cho đến nay thì đoạn mật mã trên lẫn người đàn ông vô danh tính vẫn còn là một trong những vụ án bí ẩn nhất của nước Úc. Kỳ án Georgie. Vào ngày 25 tháng 10 năm 1984, khoảng 11 giờ đêm thì một kỹ sư thực phẩm người Đức là Gunderstrom đột nhiên đứng dậy khỏi ghế và đột nhiên hét lên: "Just get me lost all", có nghĩa là giờ thì tôi đã hiểu. Một lúc sau thì Stone viết Georgie trên một mảnh giấy, không ai biết được chữ cái thứ ba là số 6 hay là chữ G. Và trước khi gạch bỏ dòng chữ và rời khỏi nhà, anh ta đến một quán bar ở địa phương Windsor, gọi một cốc bia và bị ngã, khiến cho mặt của mình bị thương. Nhiều nhân chứng nói rằng không phải do anh ta say mà là đột nhiên mất đi ý thức. Gunderstone mất chứng hoang tưởng và điều này có thể giải thích cho những hành vi lạ lùng của anh ta. Tuy nhiên thì vào khoảng 3 giờ sáng hôm đó thì hai tài xế xe tải phát hiện ra Stone gặp tai nạn xe hơi. Stone bị thương nhẹ, người không một mảnh vải vẫn còn tỉnh táo và nói với mọi người rằng có 4 người đàn ông khác trong xe của mình đã đánh đập anh ta. Cả hai tài xế xe tải khẳng định đã thấy một người đàn ông bị thương khác ở quanh hiện trường tai nạn, nhưng chưa từng được xác định danh tính. Sau khi Stone chết trên đường đến bệnh viện thì cuộc điều tra kết luận anh ta bị thương trước đó, có thể là bị tông bởi một chiếc xe khác. Sau đó thì Stone được ai đó cho ngồi vào ghế lái phụ, lái đến hiện trường tai nạn. Có hai câu hỏi đến nay vẫn chưa được trả lời. Người bị thương còn lại là ai? Và cuối cùng thì Georgie có nghĩa là gì? Vụ án Ricky McCormick. Vào ngày 30 tháng 6 năm 1999 thì các sĩ quan của cảnh sát ở San Luis phát hiện ra thi thể của một người đàn ông 41 tuổi tên là Ricky McCormick bị sát hại và phi tang ra trên một cánh đồng. Manh mối duy nhất chỉ có 2 mật mã được nhét trong túi áo của McCormick. Sự vào cuộc của FBI lẫn Hiệp hội Mật mã Hoa Kỳ cũng không thể phá giải vụ án này. Hung thủ đứng sau vụ án vẫn còn là bí ẩn. Theo FBI thì vụ án mật mã của Ricky McCormick nằm trong top đầu danh sách những vụ án không được phá giải của cơ quan này. Clip của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.